Chúng ta sẽ đi tiếp cái bài thứ hai là bài về chẩn đoán đái tháo đường. Thế như chúng tôi nói ban đầu, chẩn đoán đái tháo đường là một vấn đề nó rất là cơ bản và rất là quan trọng. Tại vì chúng ta phải chẩn đoán là đúng, chúng ta mới điều trị, chúng ta mới phát hiện người bệnh. Nó rất là cơ bản, bệnh gì cũng vậy, phải đi từ cái chẩn đoán. Và nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta chẩn đoán đái tháo đường thì hầu như bệnh nhân sẽ mang cái bệnh đó suốt đời và theo đuổi cái điều trị suốt đời. Thì mặc dù gần đây đã có cái khái niệm về đái đường thoái lui, tức là bệnh nhân không dùng thuốc và HbA1c giảm xuống dưới 6,5% đái đường thoái lui. Nhưng mà tỷ lệ đái đường thoái lui thì nó đang trong thực tế nó không có nhiều khi chúng tôi hành nghề. Và như vậy điều đó khi chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 thì hầu như bệnh nhân sẽ theo đuổi chúng ta điều trị suốt đời, tại vì đó là một cái bệnh lý mãn tính và rất nhiều bệnh nhân vẫn còn cái tâm lý rất là nặng nề, không những là người bệnh mà còn gia đình người bệnh. Và nhiều bệnh nhân sẽ áp dụng rất là cái khắt khe, đôi khi không đúng các cái phương pháp về lối sống, về ăn uống, và điều đó ảnh hưởng lên toàn bộ cái cuộc sống trong các thành viên trong gia đình. Cho nên việc chẩn đoán đái tháo đường nó rất là quan trọng. Thì chẩn đoán đái tháo đường, chúng ta trả lời cho chúng ta còn một câu hỏi là khi nào chúng ta nói về người bệnh là người bệnh bị đái tháo đường. Thì hiện nay chúng ta có các cái khuyến cáo về chẩn đoán đái tháo đường, các cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường đã được đồng thuận thống nhất các con số bởi các cái tổ chức y tế mang chuyên môn hàng đầu và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn. Ở Việt Nam thì chúng ta có Bộ Y tế, Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, Mỹ thì chúng ta có AJ, thế giới thì chúng ta có Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế IGF, châu Âu thì chúng ta có EASD, Hội Nghiên cứu và Đái tháo đường châu Âu. Thì các cái tổ chức này hiện nay các cái con số để chẩn đoán thì tương đối là thống nhất và đồng thuận. Thì để đi vào chúng ta hiểu được cái vấn đề chẩn đoán đái tháo đường thì chúng tôi lướt nhanh qua về cái sinh lý về nội tiết. Thì quý đồng nghiệp đã biết rằng là cái tế bào beta tụy có vai trò tiết insulin để làm hạ đường huyết. Thì tế bào beta tụy nó có những cái đặc tính như này. Thứ nhất, nó là một dạng tế bào nội tiết mà nó đã sản xuất sẵn hormone dự trữ bên trong tế bào beta. Đây là một dạng hormone protein nó đã dự trữ sẵn. Điều này nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề phản ứng của beta tụy lên đái tháo đường. Nó giống như là quý đồng nghiệp chúng ta, giống như chúng ta có sẵn một ít tiền ở trong nhà thì khi gặp một vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ phản ứng rất là nhanh. Còn nếu chúng ta không có thì chúng ta sẽ phải đi vay đi mượn. Đó là câu chuyện của tế bào beta. Tức là tế bào đã chứa sẵn, đã tổng hợp sẵn insulin và dự trữ ở trong tế bào có sẵn. Và khi nào thì nó tiết ra? Khi mà đường trong máu tăng lên và khi mà đường trong máu tăng lên và nó đi vào bên trong lòng tế bào beta cùng với hiệu ứng incretin effect thì này chúng tôi sẽ nói và làm cho tế bào tụy tiết insulin ra hai pha. Pha đầu tiên đó là làm và sau đó pha đầu tiên tạo ra cái đỉnh và sau đó pha thứ hai bình ổn kéo dài. Đấy, mà chính cái pha đầu tiên này nó góp phần kiểm soát đường huyết trong những đợt đường huyết trong máu tăng lên và cụ thể trong thực tế là sau khi chúng ta ăn. Và cái thứ hai đó là cái hiệu ứng incretin effect của tế bào beta tụy. Thì hồi nãy quý đồng nghiệp có chia sẻ về cái thuốc đồng vừng DPP, cái ức chế DPP4. Tất cả những thuốc đó nó liên quan đến cái hiệu ứng incretin, gọi là incretin effect. Hiệu ứng incretin effect nói lên điều gì? Hiệu ứng incretin effect nói rằng là cái hiệu quả tiết insulin của tế bào beta tụy nó phụ thuộc vào cái incretin hormone ở trong ruột. Nó phụ thuộc vào. Cái này được minh chứng vào một cái nghiên cứu vô cùng kinh điển.
để nói lên cái hiệu ứng incretin effect đó là gì? Nếu như chúng ta đưa đường trong máu lên một ngưỡng như nhau bằng hai cách thức khác nhau. Cách thức thứ nhất đó là truyền qua đường tĩnh mạch. Và cách thức thứ hai là đưa đường vào đường uống. Đưa đường uống. Thì cái cách thức mà đưa đường trong máu lên bằng đường uống, bằng đường điện sẽ kích thích tế bào beta tùy tiết insulin mạnh mẽ hơn so với đưa đường vào đường tĩnh mạch. Mạnh mẽ hơn. Mặc dù hai cách thức đó cùng một mục đích, có nghĩa là cùng một mục đích đó là đưa ngưỡng đường trong máu lên tương đương nhau. Tại sao như vậy? Tại vì khi chúng ta đưa đường vào đường miệng, hay là nói với các chúng ta ăn hàng ngày, thì chính các thức ăn đó nó tác động lên các cái tế bào incretin ở trong ruột và nó tiết ra các incretin hormone. Và chính các incretin hormone này sẽ đồng hành cùng với đường làm cho tế bào beta tùy tiết insulin lên một ngưỡng cao rất là nhiều so với chúng ta đưa đường vào trong, đưa đường qua đường tĩnh mạch. Thì đó là cái cơ chế sinh lý về hiệu ứng incretin, chúng ta gọi là incretin effect. Thì đây là hai cái sơ đồ nghiên cứu rất là điển hình. Một bên trái là khi mà cái hiệu ứng incretin còn bình thường, tức là chúng ta vào bên này là hiệu ứng incretin đã bị tổn thương. Và các bệnh nhân đái tháo đường qua thời gian thì người ta nghiên cứu rằng là hiệu ứng incretin qua thời gian nó bị ảnh hưởng trên bệnh nhân đái tháo đường. Và sau khi mà tế bào beta tùy tiết insulin thì insulin nó sẽ đổ vào trong máu và nó sẽ đi đến các cái receptor ở các cái tế bào đích. Thì chúng ta biết rằng là insulin là một hormone protein, bản chất của nó là protein. Này. Bản chất của nó là protein, cho nên nó sẽ không đi qua được màng tế bào của tế bào đích, và nó vì thế nó gắn trên receptor ở trên bề mặt của tế bào. Và khi nó gắn trên receptor trên bề mặt của các tế bào đích thì nó gây ra một cái chuỗi hiệu ứng và nó sẽ mở các cái kênh glucose trên bề mặt tế bào và đường trong máu sẽ đi vào trong các cái cơ quan đích, chủ yếu là gan, là cơ, là mô mỡ, và dẫn đến tình trạng là giúp cho đường huyết trong máu nó giảm xuống. Và khi mà glucose nó đi vào trong các cơ quan đích thì hoặc là nó được sử dụng để tạo ra cái năng lượng ATP trực tiếp cho các hoạt động chuyển hóa của tế bào, hoặc là nó được dự trữ dưới dạng glycogen tùy theo mô tế bào, chủ yếu là ở tế bào gan, tế bào cơ, hoặc là nó sẽ được chuyển hóa dự trữ dưới dạng mỡ, dưới dạng triglyceride tại mô mỡ, tùy theo cái mục đích, cái chức năng của từng cơ quan. Vậy thì đái tháo đường hiện nay thì có một cái khái niệm tương đối cái thống nhất về cái định nghĩa thế nào là đái tháo đường. Thì đái tháo đường đó là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Nó là một cái rối loạn chuyển hóa. Mà khi nói về rối loạn chuyển hóa thì chúng ta thấy rằng là rối loạn chuyển hóa đường, rối loạn chuyển hóa carbon, rối loạn chuyển hóa protein, rối loạn chuyển hóa lipid. Và đặc tính của nó đó là một cái tăng đường huyết mãn tính, tăng đường mãn tính do khiếm khuyết về insulin, về tác động của insulin hoặc là về cả hai. Khi mà chúng ta phân tích vào cái khái niệm này thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Tại vì sao? Tại vì trong cơ thể chúng ta protein, lipid, glucid là ba nguồn năng lượng của cơ thể, ba nguồn năng lượng của cơ thể. Và khi mà chuyển hóa, như ảnh hưởng đến chuyển hóa của một cái nguồn này ảnh hưởng lên carbon hydrate thì chắc chắn lipid và protein nó sẽ ảnh hưởng. Khi mà ảnh hưởng lên protein thì chắc chắn carbon hydrate và lipid cũng bị ảnh hưởng. Cho nên đây là một bệnh đặc tính bởi tăng đường huyết mãn tính, nhưng nó là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa chung. Và do thiếu hụt insulin hoặc là giảm chức năng của insulin hoặc là phối hợp cả hai. Thì đái tháo đường type 1, quý đồng nghiệp biết rằng đó là sự thiếu hụt insulin hầu như là gần hoàn toàn khi giai đoạn xuất hiện triệu chứng.
Nhưng mà đái tháo đường type 2 thì đó là sự thiếu insulin tiến triển. Thiếu insulin giai đoạn đầu là một cái đề kháng insulin, nhưng mà sau đó sẽ là một sự thiếu insulin tiến triển. Còn là dù type 1, type 2 thì chẳng được, cuối cùng sinh lý bệnh thì nó vẫn là thiếu hụt insulin. Và đó là lý do tại sao thì phần lớn các bệnh nhân đái tháo đường type 2 sau 10, 15, 20 năm sau chúng ta phải các bệnh nhân phải chuyển sang sử dụng insulin. Tại lúc đó cái sự thoái biến của tế bào beta tụy nó ảnh hưởng lên cái số lượng tiết insulin rất là nhiều. Và chính cái vấn đề tăng cái đường máu kéo dài như thế này nó sẽ dẫn đến tình trạng biến chứng. Và giống như chúng tôi nói ban đầu, biến chứng trong tiểu đường nó đóng vai trò rất là quan trọng. Cái vấn đề tăng đường huyết mạng tính này nó ảnh hưởng lên cái vấn đề chúng ta chẩn đoán hàng ngày khi chúng ta khám bệnh nhân. Ví dụ trong thực tế chúng ta có những bệnh nhân mà chúng tôi rất là hay gặp và chắc chắn quý đồng nghiệp rất là hay gặp. Bệnh nhân đến khám thì chúng ta trong bối cảnh xuất hiện các triệu chứng của tăng đường huyết, bệnh nhân giảm cân rất là nhiều, rồi khát nước, rồi tiểu nhiều và bệnh nhân xét nghiệm đường máu rất là cao. Và khi đó thì chúng thì các bệnh nhân đó thì thời gian trước đó thì bệnh nhân đã khát nước rồi, thì có nhiều bệnh nhân họ khi khát nước đó thì họ sẽ uống rất nhiều nước, và đặc biệt nhiều bệnh nhân họ uống rất nhiều các nước ngọt, đã khát nước rồi mà uống thêm nước ngọt thì rất là sướng. Và chính cái việc họ bổ sung nước ngọt đó làm cho đường máu họ tăng lên, vượt quá nó tăng lên so với cái đường máu ở ngưỡng đái tháo đường bản thân họ có. Và như vậy trong cái bối cảnh họ tăng đường huyết vào thời điểm đó thì đường huyết, khi chúng ta xét nghiệm đường huyết rất là cao đó, thì một phần là do đái tháo đường nhưng một phần là do tình trạng tăng đường huyết của bệnh nhân. Có thể trước khi đi khám họ uống nhiều nước ngọt, hoặc là có những bệnh nhân ngược lại, bệnh nhân họ bị đái tháo đường cùng giảm cân cùng khát nước, nhưng mà họ đi khám với xét nghiệm đường máu huyết tương đối không cao lắm, ví dụ khoảng 90 thôi, nhưng mà HbA1c của họ rất là cao. Hỏi lại thì các bệnh nhân đó cách trước đó vài ngày hoặc là một tuần trước đó họ uống rất nhiều nước ngọt, và chỉnh cái sử dụng nước ngọt đó làm cho góp phần làm cho tăng đường huyết và gây nên tình trạng HbA1c tăng rất là cao. Nhưng mà sau vài ngày dừng lại đó họ không còn uống nước ngọt nữa, vì họ nghĩ rằng họ bị tiểu đường, họ không uống nước ngọt nữa, thì lúc đó đi xét nghiệm đường là không được cao được như vậy. Có nghĩa là trong bối cảnh đó thì HbA1c nó lại không tương thích so với xét nghiệm được đường máu huyết tương đối. Và cái sự tăng đường huyết lâu dài như thế này nó sẽ gây nên tình trạng xuất hiện các cái biến chứng, các cái tổn thương nhiều cơ quan, và đặc biệt ở tim mạch, thận. Và đây là cái vấn đề ma biến chứng các cái đa yếu tố nguy cơ mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong vài ngày tới, rất là quan trọng. Hiện nay cái Bộ Y tế Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam và ADA 2023, chúng ta đã có ADA 2023 ra đời vào tháng 12 năm 2022. Thì sẽ gì ADA 2023 nhưng mà ra đời 2022, thì tại vì người ta thường ráp trước cho cái năm tiếp theo, ra khoảng tháng 12 thì chúng ta có, đã có ADA khuyến cáo đái tháo đường ADA năm 2023. Hiện nay được chia ra bốn loại đái tháo đường. Đầu tiên là đái tháo đường type 1, thì chúng ta biết rồi. Đái tháo đường type 1 là một cái đái tháo đường mà hủy hoại tế bào beta tụy từ miệng. Đó là một cái bệnh lý từ miệng. Khi mà mình nói đến bệnh lý từ miệng, tức là có sự hiện diện từ kháng thể ở trong máu. Và chính yếu tố từ miệng làm cho tế bào beta tụy nó bị hủy. Thì tốc độ tiến triển hủy tế bào beta tụy nó tùy thuộc vào cái từng kháng thể, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trường hợp thứ hai đó là đái tháo đường type 2. Thì đái tháo đường type 2 là do cái giảm chức năng của tế bào beta tụy. Cái phân loại mới, cái khái niệm mới của đái tháo đường type 2 trong phân loại này về cơ chế bệnh sinh ấy, thì đó là giảm chức năng của tế bào beta tụy tiến triển mà không phải từ miệng. Tức là như vậy type 1 thì nó giảm tế bào beta tụy do từ miệng, nhưng mà type 2 là giảm tế bào beta tụy không cho từ miệng,
trên nền tảng các yếu tố, trên nền tảng đề kháng insulin, liên quan đến béo phì, liên quan đến hội chứng chuyển hóa. Và nhóm thứ ba đó là đái tháo đường thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ là đái tháo đường nó được phát hiện trong nửa tháng giữa hoặc là nửa tháng cuối của quá trình mang thai. Các anh chị nhớ là nửa tháng giữa hoặc nửa tháng cuối của quá trình mang thai. Mà trước đó là gì? Trước đó có nghĩa là kể từ 3 tháng đầu trở về trước chưa chẩn đoán đái tháo đường, chưa phát hiện đái tháo đường. Tại vì hàng ngày chắc chắn quý đồng nghiệp sẽ sàng lọc đái tháo đường thai kỳ vào tuần từ 24 đến tuần từ 28, đúng không? Tuần từ 24 đến tuần 28. Tức là bắt đầu tuần từ 24, có nghĩa là bắt đầu của nhưng mà cái trong cái chẩn đoán đái tháo đường kỳ là từ 3 tháng giữa đến 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu chúng ta phát hiện trong quá trình đó theo tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì bệnh nhân được coi là chẩn đoán bị đái tháo đường thai kỳ. Có nghĩa là về vấn đề này thì giả sử như bệnh nhân chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ ngay trước sinh, ngay trước chuyển dạ, mà chúng ta áp dụng cái nghiệm pháp dung nạp đường glucose one step và bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ với đường máu lúc đó 5.1 hoặc là 1 giờ sau ăn 10 hoặc là 2 giờ sau ăn 8.5 mmol/L thì mình vẫn được coi là đái tháo đường thai kỳ. Nhưng mà về khuyến cáo sàng lọc thì chúng ta khuyến cáo sàng lọc là vào tuần từ 24 đến tuần từ 28 của thai kỳ. Tại vì sao chúng ta khuyến cáo sàng lọc vào thời điểm đó? Tất cả các khuyến cáo, thưa quý anh chị, quý đồng nghiệp đều dựa trên các cái nghiên cứu vậy. Thì người ta khuyến cáo từ tuần từ 24 đến tuần từ 28 dựa trên các nghiên cứu HAPO, tức là nghiên cứu trên 25-26.000 bệnh nhân đái tháo đường sàng lọc đái tháo đường thai kỳ vào tuần từ 24 đến 28. Tại vì nếu như không có chứng cứ thì các cái tổ chức y khoa này không bao giờ đưa ra khuyến cáo cả. Họ đưa ra khuyến cáo dựa vào các cái chứng cứ nghiên cứu đã có cả, đó là gọi là y học chứng cứ. Và nhóm còn lại thì chúng ta có các cái nhóm đái tháo đường do các nguyên nhân khác. Thì ví dụ chúng ta có đái tháo đường sơ sinh phát hiện vào 6 tháng đầu sau khi sinh liên quan yếu tố di truyền, yếu tố gen, hoặc là đái tháo đường Moody, đái tháo đường Moody tức là đái tháo đường monogen phát hiện trên những người trẻ tuổi, nó diễn tiến giống đái tháo đường thứ 2. Hoặc là các đái tháo đường do bệnh lý tùy, chúng ta có các trường hợp ví dụ như là tùy sơ sỏi hoặc là viêm tụy cấp hoặc là viêm tụy màng tiến triển. Có những ví dụ chúng ta có những trường hợp viêm tụy cấp dẫn đến tổn thương tế bào beta tùy gây nên đái tháo đường type 3C chẳng hạn. Hoặc là chúng ta đái tháo đường do thuốc. Trên lâm sàng chúng ta hay gặp đó là sử dụng các thuốc steroid corticoid hoặc là các cái thuốc điều trị chống thai ghép, hoặc là các cái nhóm thuốc điều trị về HIV, AIDS. Thì các cái chủng đó, các cái nhóm đó thì được, các cái trường hợp đó thì chia vào trong một cái nhóm thứ tư. Trên lâm sàng thì đôi khi chúng ta không dễ để chúng ta có thể phân biệt được đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2 vào thời điểm chúng ta khám bệnh. Trước đây thì khi mà chúng tôi đi học thì có một bạn phân biệt tương đối rõ về đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2. Nào là tuổi xuất hiện, nào là các cái triệu chứng khi chẩn đoán, nào là định lượng peptide C hoặc là định lượng insulin, nào là biến chứng cấp xuất hiện nhiễm toan ketone hay là không nhiễm toan ketone, vân vân và vân vân. Nhưng mà ngày nay thì đôi khi đái tháo đường type 1 lại xuất hiện trên những người lớn tuổi, và đôi khi đái tháo đường type 2 lại xuất hiện những người trẻ tuổi. Đó là vấn đề tuổi. Vấn đề thứ hai là nhiễm toan ketone. Vẫn có những bệnh nhân đái tháo đường type 2 xuất hiện nhiễm toan ketone.
trong thực hành lâm sàng đôi khi có những đồng nghiệp thấy rằng một bệnh nhân có biểu hiện của keton nhiều nhiều, có nhiễm khuẩn keton, thì đồng nghiệp khẳng định ngay đây là đái tháo đường type 1. Không thưa quý anh chị, có nhiều trường hợp đái tháo đường type 2 vẫn xuất hiện nhiễm khuẩn keton. Hoặc là có những trường hợp đái tháo đường type 1 không tìm thấy kháng thể, xét nghiệm không tìm thấy kháng thể. Tại vì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ xuất hiện kháng thể, ví dụ kháng thể kháng GAT, kháng thể ICA, kháng thể kháng tế bào beta tụy không bao giờ là 100% trong các nghiên cứu thống kê cả. Không bao giờ là xuất hiện 100% trong tất cả các bệnh nhân đái tháo đường type 1. Và như vậy nếu như bệnh nhân chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân đái tháo đường type 1 mà không có kháng thể thì như thế nào thì rất khó để xác định. Cho nên việc chẩn đoán đái tháo đường type 1 và type 2 đôi khi không dễ trong từng thời điểm chẩn đoán. Tại vì chúng ta chẩn đoán tiếp chúng ta mới có cái thái độ điều trị. Và đôi khi chúng tôi cần thời gian để mà cuối cùng mới chẩn đoán được đó là đái tháo đường type 1 hay là đái tháo đường type 2. Thì về tuổi thì đương nhiên phần lớn các bệnh nhân đái tháo đường type 1 xuất hiện ở trẻ tuổi. Cái tuổi mà chúng ta để ra là 35 tuổi, nhưng mà thường là xuất hiện trẻ hơn. Về khởi phát thì các bệnh nhân đái tháo đường type 1 khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng họ đi khám rồi á, thì thoái lui tổn thương tế bào beta tụy lên đến 80% rồi, vượt qua 80% rồi. Thì khi đó bệnh nhân đã thiếu insulin tuyệt đối rồi và các triệu chứng nó xuất hiện tương đối rầm rộ với giảm cân rất là nhanh. Bệnh nhân khạc nước rất là nhiều, tiểu rất là nhiều. Và người ta thấy rằng là đái tháo đường type 1 nếu như xuất hiện trên người lớn tuổi á, thì khi khởi phát triệu chứng nó thường ít rầm rộ hơn so với đái tháo đường type 1 xuất hiện ở người trẻ tuổi. Như vậy các trường hợp đái tháo đường type 1 mà xuất hiện ở trẻ tuổi thì các triệu chứng sẽ xuất hiện tương đối rầm rộ. Các bệnh kèm, các bệnh nhân đái tháo đường type 2 thường đi kèm với đa bệnh lý. Như vậy thì các bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì thường đi kèm với béo phì, với hội chứng tiêu hóa, với tăng huyết áp, với bệnh lý tim mạch. Nhưng mà đái tháo đường type 1 thì thường đi kèm với các bệnh lý từ miệng, rồi như bây giờ đô, viêm và giáp Hashimoto, các bệnh lý từ miệng. Tại vì nó nằm trong các cái nhóm bệnh lý từ miệng thì thường có thể đi kèm với nhau. Về béo phì thì đái tháo đường type 2, cái yếu tố nguy cơ rất là quan trọng đó là béo phì, đó là BMI. Cho nên các bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì thường là có béo phì, BMI. Thì BMI ở châu Á chúng ta là lớn hơn bằng 23. Insulin máu thì dựa vào cơ chế bệnh sinh thì tế bào đái tháo đường type 1 từ miệng thì tế bào beta tụy nó đã hủy phần lớn rồi. Khi mà đến giai đoạn 3, giai đoạn xuất hiện triệu chứng lâm sàng thì nó đã hủy phần lớn rồi. Thì khi đó chúng ta sẽ định lượng insulin nó rất là thấp. Và đồng hành với đó thì chúng ta có peptide C. Như vậy khi mà chúng ta chẩn đoán á, để mà chẩn đoán đái tháo đường type 1, type 2 thì chúng ta sẽ phối hợp nhiều yếu tố. Để chúng ta nghĩ về đây là đái tháo đường type 1 thì rõ ràng chúng ta phải cần xét nghiệm thêm insulin và peptide C để chúng ta quay thử cái chức năng tiếp insulin của tế bào beta tụy nó còn tốt hay không. Ngược lại đái tháo đường type 2 thì như thế nào? Đái tháo đường type 2 thì giai đoạn đầu thậm chí có thể tăng tiếp insulin, tại vì tăng đề kháng insulin. Cho nên tế bào beta tụy phải tiếp insulin ra nhiều hơn để cân bằng lại cái đường máu đó. Nhưng mà sau thời gian thì tế bào beta tụy sẽ hủy dần theo thời gian. Tức là insulin, lượng insulin tiết ra sẽ giảm dần theo thời gian. Và đồng thời lúc đó cái hiệu ứng incretin effect nó cũng giảm dần trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Và vì thế cái định lượng insulin đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2 sau một thời gian nó cũng sẽ giảm và song hành với peptide C. Từ kháng thể thì đái tháo đường type 1 là đái tháo đường từ miệng. Và như vậy thì phần lớn nó xuất hiện kháng thể. Nhưng mà không có kháng thể không có nghĩa rằng là không phải đái tháo đường type 1. Tại vì có một tỷ lệ tùy theo loại kháng thể mà nó dao động từ 5-15% các trường hợp đái tháo đường type 1 không có xét nghiệm kháng thể là âm tính. Và nhiễm toan keton thì phần lớn bệnh nhân đái tháo đường type 1 nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời, không điều trị, đường máu tăng lên chuyển sang giai đoạn tăng áp lực thẩm thấu và chuyển sang sau đó thì giai đoạn tiếp theo là chuyển sang giai đoạn nhiễm toan keton, hôn mê, nhiễm toan keton
Còn đái tháo đường tiếp 2 thì phần lớn dừng lại ở tăng áp lực tổng thấu và đến giai đoạn hôn mê do tăng áp lực tổng thấu. Tuy nhiên, giống như chúng tôi chia sẻ hồi nãy, đó là một số trường hợp đái tháo đường tiếp 2 vẫn xuất hiện cái nhiễm toan kết tổn, và lúc đó làm cho chúng ta sẽ không dễ để chúng ta chẩn đoán. Như vậy thì rõ ràng trên lâm sàng có những trường hợp chúng ta không khó để phân biệt giữa đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2, nhưng đôi khi điều này là không dễ. Chúng tôi muốn nói về cái biến chứng cấp tính của đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 trong slide này. Tại sao chúng tôi đưa vào cái này? Tại vì trên lâm sàng có một quý đồng nghiệp luôn luôn gặp một tình huống, đó là chúng ta khám một bệnh nhân bị tiểu đường thì câu hỏi chúng ta đặt ra là bệnh nhân nhập viện hay là bệnh nhân về, đúng không? Luôn luôn như vậy. Bệnh nhân về liệu có yên tâm hay không, mà hay là bệnh nhân cần nhập viện. Đấy. Thì cái liên quan đến vấn đề này, liên quan đến cái biến chứng cấp. Nếu một bệnh nhân mà rõ ràng bệnh nhân bị mất cân bằng đường huyết vào thời điểm khám, thời điểm chẩn đoán, thậm chí thời điểm khám định kỳ, trong một cái chuỗi khám theo định kỳ đó, và bệnh nhân bị mất cân bằng đường huyết, đấy, thì câu hỏi của chúng ta là vậy bệnh nhân này có nhập viện hay là cho bệnh nhân về, và chúng ta tạm thời yên tâm ngủ ngon khi chúng ta cho bệnh nhân về, thì nó liên quan hai vấn đề này. Thường thì rõ ràng nếu như chúng ta đánh giá rằng bệnh nhân này có nguy cơ hoặc là đang bị biến chứng cấp thì chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân nhập viện. Còn nếu như chúng ta đánh giá bệnh nhân này không có nguy cơ hoặc là không đang bị cái biến chứng cấp thì chúng ta sẽ có thể cho bệnh nhân về và chúng ta chỉ cần kiểm soát đường huyết tại nhà là được. Đấy. Như vậy đòi hỏi chúng ta phải đánh giá dựa vào các cái xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản ban đầu để chúng ta có thể có một cái nhìn là bệnh nhân có khả năng bị tăng áp lực tổng thấu hay không, và có nguy cơ dẫn đến hôn mê tăng áp lực tổng thấu hay không, bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa tạo kết tôn hay không, hay là bệnh nhân đang bị nhiễm toan kết tôn hay không, để chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định như vậy. Thì chúng ta biến chứng cấp của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì sẽ là vấn đề tăng áp lực tổng thấu. Tăng áp lực tổng thấu thì chúng ta có cái công thức tính tăng áp lực tổng thấu thì quý đồng nghiệp quên rồi, chúng ta có hai natri cộng glucose cộng oxy để chúng ta ước tính cái áp lực tổng thấu của người bệnh. Đấy. Và nhưng mà khi chúng ta biết rằng là cái như vậy, cái con số natri nó đóng vai trò rất là quan trọng để chúng ta tính áp lực tổng thấu của người bệnh. Nhưng mà cái diễn tiến về natri của một bệnh nhân đái tháo đường khi mà đường máu bị mất cân bằng á, thì nó sẽ chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn hạ natri máu. Chứ chúng ta đang nói về vấn đề bị rối loạn á, còn vấn đề không rối loạn thì natri nó nằm trong cái ngưỡng bình thường rồi, 135 đến 145 milimol rồi. Nhưng mà nếu nó bị rối loạn thì natri máu sẽ diễn tiến qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn natri máu hạ, tức là giai đoạn pha loãng, chúng ta hay nói là giai đoạn pha loãng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn natri máu nằm trong ngưỡng bình thường nhưng rối loạn. Nó nằm trong ngưỡng bình thường nhưng mà rối loạn. Và giai đoạn 3 là giai đoạn natri máu vượt trên ngưỡng bình thường, và giai đoạn này là giai đoạn nguy hiểm nhất. Đấy. Giai đoạn đầu giai đoạn pha loãng là giai đoạn còn mù, thì giai đoạn này chúng tôi tương đối yên tâm. Có thể là áp lực tổng thấu nó tăng một xí do đường máu tăng lên. Nhưng mà giai đoạn này giai đoạn cơ thể chưa mất nhiều nước. Tức là giai đoạn vẫn kéo nước ở trong nội bào ra còn đủ. Và nó vẫn cái tình trạng natri máu hạ này là do chiếm lĩnh của đường thôi. Nhưng mà giai đoạn thứ hai, khi mà giai đoạn nặng lên này, bắt đầu natri máu nó tăng lên. Mà khi mà natri máu tăng lên thì nó sẽ vượt qua ngưỡng bình thường cơ đã. Tại vì nó từ dưới 135 thì nó muốn vượt trên 145 thì nó phải đi qua ngưỡng 135 đến 145 cái đó. Và khi nó nằm trong ngưỡng đó thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục đi lên, tại vì nó đang đi lên, thì đó là giai đoạn rất là quan trọng, giai đoạn quý đồng nghiệp phải rất là cảnh giác. Nếu như bệnh nhân bị rối loạn đường mà natri máu dưới 135 thì chúng ta tương đối rõ tức là giai đoạn pha loãng. Nhưng mà natri máu vẫn nằm trong ngưỡng bình thường thì nó có hai tình huống xảy ra.
tình huống là natri máu đang đi xuống. Tình huống này chúng ta yên tâm, và chúng ta thường thì chúng tôi có thể cho bệnh nhân về được. Nhưng nếu như natri máu này nằm trong ngưỡng bình thường nhưng đang giai đoạn đi lên, đang giai đoạn đi lên, tức là giai đoạn cô đặc tiến triển thì rất là tương đối nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Mà trong trường hợp này chúng tôi phải cho bệnh nhân nhập viện. Và dĩ nhiên nếu như natri máu mà trên 145 thì cái vấn đề này nó rõ rồi, tức là giai đoạn nặng nhất của trong cái vấn đề tăng áp lực tầm thấu, những cái cô đặc rồi. Khi đó chúng tôi phải cho bệnh nhân nằm viện. Mà cái tình huống này thì quý đồng nghiệp vẫn hay gặp, là chúng tôi biết quý đồng nghiệp hay gặp không, nhưng bệnh viện tâm trí ở khoa hồi sức thì chúng tôi rất là hay gặp và hay mời hội chẩn. Tức là bệnh nhân vào bị mất cân bằng đường huyết, natri máu nằm trong ngưỡng bình thường nhưng mà tổng áp lực thẩm thấu thì nó tăng, tổng áp lực thẩm thấu của máu là khoảng 320 chẳng hạn, 320 osmol chẳng hạn, tức là áp lực thẩm thấu máu tăng, natri máu nằm trong ngưỡng bình thường thì đương nhiên bác sĩ sẽ điều trị theo hướng tăng áp lực thẩm thấu, bù nước muối đặng trương. Sau khi bù 5-6 tiếng sau, natri máu tiếp tục tăng lên và nó vượt ngược trên 145, và lúc đó phải hồi chừng. Tại sao lúc đó, tại sao đặt câu hỏi rằng là tại sao chúng ta vẫn chuyên nước, chúng chuyên muối đặng trương vào, mà natri máu trước đó nằm trong ngưỡng bình thường mà bây giờ nó vượt lên vượt trên 145, có nghĩa là diễn tiến bệnh có vẻ nặng hơn mặc dù chúng ta điều trị đúng. Thì cái đó hoàn toàn phù hợp với cái sinh lý bệnh của bệnh, có nghĩa là lúc đó đường bệnh nhân chưa kiểm soát tốt được, bệnh nhân vẫn mất nước qua đường tiểu, bệnh nhân vẫn mất nước, lượng nước bù vào không đủ với lượng nước mất, natri máu đã ở trong ngưỡng bình thường, đang ngưỡng bình thường là nó đi từ dưới lên trên chứ nó không phải đi từ trên xuống, và nó tiếp tục tăng lên. Và một điều chắc chắn là nếu chúng ta tiếp tục bù muối đặng trước nhà, bù đủ, bù kịp thì chắc chắn natri máu nó sẽ quay trở lại mà thôi. Đó, thì cái diễn tiến về sinh lý bệnh của cái tăng áp lực thẩm thấu là như vậy. Qua đó chúng ta có thể đánh giá thêm về cái mức độ nặng, đánh giá về cái chức năng thận. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu như mà khi mà cái tăng lực thẩm thấu mất nước đến giai đoạn cô đặc thì thường dẫn đến tổn thương thận cấp. Tổn thương thận cấp. Và cái đó sẽ có biểu hiện tăng creatinine máu. Tức là đó những cái thông số mà chúng giúp chúng ta có thể là những bệnh nhân này có thể ra viện, hay là có thể về nhà, hay là cần phải nhập viện. Hoặc là bệnh nhân đã tiếp tục một cũng như vậy. Chúng ta đánh giá về cái áp lực thẩm thấu, chúng ta đánh giá về cái tôn liều, chúng ta đánh giá về khí máu, đánh giá rất nhanh những cái vấn đề đó, sau đó chúng ta giúp quyết định cho bệnh nhân cần phải nhập viện hay là bệnh nhân về nhà liên quan đến cái vấn đề tình trạng cấp cứu. Còn ngoài ra chúng ta có thể cho bệnh nhân nhập viện để giáo dục đái tháo đường. Chúng ta cho những bệnh nhân nhập viện vì khởi một trì một cái phương pháp điều trị mới chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân nhập viện vì lý do đó. Còn nếu chúng ta đánh giá về cái vấn đề cho bệnh nhân nhập viện hay không, nếu như bệnh nhân có nhiễm quan cái tôn hoặc là tăng áp lực thẩm thấu thì chúng ta có thể đánh giá nhanh qua những cái vấn đề đó. Đó là do tại sao chúng tôi đưa cái slide này vào để quý đồng nghiệp áp dụng trên cái lâm sàng. Trong quá trình chúng tôi trao đổi thì quý đồng nghiệp có những cái tương tác gì không ạ? Thì chúng tôi có thể dừng lại để quý đồng nghiệp trao đổi, hoặc là cuối buổi tùy theo quý đồng nghiệp. Tại vì chúng tôi thích là trong quá trình nói chuyện thì chúng ta cùng trao đổi với nhau. Về đái tháo đường tiếp 1 thì thường chúng ta chẩn đoán khi mà bệnh nhân có triệu chứng, chúng ta chẩn đoán thì lúc đó đã là giai đoạn 3 của bệnh rồi. Giai đoạn 3 theo tiến triển sinh lý bệnh của bệnh. Tại vì bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 là bệnh nhân đã có từ kháng thể, và các từ kháng thể này nó gây nên tình trạng tổn thương tế bào beta tiến triển theo thời gian, và đến khi mà cái số lượng tế bào beta thì giảm đến một cái mức độ tương thích nào đó, thường là trên 80%, thì bắt đầu cái lượng tế bào beta tùy còn lại, việc insulin không thể đáp ứng bù cho tình trạng tăng đường huyết thì dẫn đến xuất hiện triệu chứng. Và khi đó thì bắt đầu bệnh nhân đi khám, và đó là giai đoạn 3 của bệnh. Giai đoạn 3 theo diễn tiến sinh lý, chứ chúng tôi không nói về giai đoạn 3 liên quan đến các biến chứng đó. Thì giai đoạn 1 là gì? Giai đoạn 1 tức là đã có
có kháng thể, đã có miễn dịch và đường huyết bình thường. Và đường huyết bình thường thì đương nhiên không có triệu chứng, không có triệu chứng. Và tiêu chuẩn chẩn đoán vào giai đoạn này thì giai đoạn này rõ ràng chúng ta chỉ chẩn đoán sàng lọc thôi, sàng lọc các nhóm nguy cơ, chứ chúng ta không thể phát hiện chẩn đoán thông qua triệu chứng được. Thì chúng ta tiêu chuẩn chẩn đoán tức là xuất hiện kháng thể, chúng ta xét nghiệm có kháng thể và không có rối loạn dung nạp đường. Chúng ta không có rối loạn đường, tức là không có, nếu chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp đường thì không có cái tình trạng rối loạn dung nạp đường, cũng như không có tình trạng cái đường máu lúc đó bị ảnh hưởng, bị tổn thương. Và nếu chúng ta xét nghiệm HbA1c thì cũng không có những cái rối loạn đó. Khi mà cái tác động của từ kháng thể nó diễn tiến qua thời gian thì tế bào beta tụy bị tổn thương, nó tăng dần lên và đến một khi nào đó thì bắt đầu nó xuất hiện tình trạng có sự rối loạn đường. Thì lúc đó bệnh nhân có thể tổn thương đường máu lúc đói hoặc là bị rối loạn dung nạp đường, thì bệnh nhân sẽ xuất hiện khi đó thì bệnh nhân vẫn chưa có triệu chứng. Giai đoạn này thì chưa có triệu chứng, giống như bệnh nhân bị tiền đái tháo đường thôi, chưa có triệu chứng. Và rõ ràng chúng ta cũng phát hiện thông qua sàng lọc dựa vào trên đánh giá yếu tố nguy cơ. Và khi mà qua thời gian thì bắt đầu chúng ta bệnh nhân đi khám chúng ta thì giai đoạn 3 theo diễn tiến của mình. Thì câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta cần để phát hiện những giai đoạn sớm để dự phòng cái tình trạng tiến triển về đái tháo đường tiếp 1 hay không? Kính thưa cả đồng nghiệp, là cho đến nay chúng ta chưa có một cái biện pháp nào hữu hiệu để chúng ta dự phòng xuất hiện đái tháo đường tiếp 1. Đấy. Nếu chúng ta phát hiện, mục đích của chúng ta phát hiện thì chúng ta có thể phát hiện vào giai đoạn có rối loạn đường huyết này. Và một số trường hợp thì chúng ta có thể là can thiệp điều trị sớm để dự phòng tình trạng cái xuất hiện biến chứng sớm của người bệnh. Về tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường không mang thai, tức là chúng ta chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2, chúng ta chẩn đoán cho đái tháo đường tiếp 1, chúng ta chẩn đoán cho các thể đái tháo đường tiếp khác ngoài trừ đái tháo đường thai kỳ, thì chúng ta đã có cái tiêu chuẩn của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam Bộ Y tế, chúng ta có tiêu chuẩn của ADA, Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, chúng ta có tiêu chuẩn của IDF, Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, chúng ta có tiêu chuẩn của USD, Hội Đái tháo đường của châu Âu, chúng ta có, và các cái tiêu chuẩn của các cái hội này là cơ bản cho đến nay là đồng thuận. Trước đây thì đôi khi có cái sự khác biệt giữa các tổ chức này tổ chức khác, nhưng cho đến nay thì các con số này thì tương đối đồng thuận. Thì chúng ta có rõ ràng chúng ta có bốn cái cách thức để chẩn đoán đái tháo đường trong quá trình không mang thai, thì quý đồng nghiệp mấy lâu nay đã áp dụng vào. Câu chuyện là cái khuyến cáo là như thế, nhưng mà trong thực hành thì đôi khi có những trường hợp chúng ta phải tuân thủ các khuyến cáo, nhưng có trường hợp chúng ta không cần tuân thủ các khuyến cáo. Theo cái kinh nghiệm lâm sàng chúng ta rõ ràng là như vậy, tại vì từ cái khuyến cáo cho đến thực hành đôi khi có rất nhiều cái sự khác biệt, mà khác biệt rất là lớn. Cho nên là quý đồng nghiệp đấy, ngay đến chúng ta hãy nói là về y học chứng cứ. Y học chứng cứ có nghĩa là chúng ta dựa vào các cái nghiên cứu, đặc biệt là các cái nghiên cứu mô đối có độ chính, và thông qua các nghiên cứu đó thì bắt đầu các cái tổ chức đưa vào các cái khuyến cáo và chúng ta áp dụng vào y học chứng cứ. Nhưng mà ngược lại, trong đái tháo đường và trong các bệnh lý ví dụ tim mạch chẳng hạn, thì chúng ta thấy nó, chúng ta luôn luôn có cái vấn đề khuyến cáo là cá nhân hóa điều trị đái tháo đường. Như vậy, một bên là chứng cứ, có nghĩa là chúng ta dựa vào chứng cứ, chúng ta dựa vào khuyến cáo, nhưng mà một bên là cá nhân hóa. Vậy thì hai cái này nó có gì mâu thuẫn nhau? Nó hoàn toàn không có mâu thuẫn nhau. Và không mâu thuẫn nhau là gì? Thực tế chúng ta biết rằng là chúng ta áp dụng các cái chứng cứ đó, nhưng mà phù hợp trên từng bệnh nhân. Hay nói cách khác, trong 10 bệnh nhân thì chúng ta có thể áp dụng cái chứng cứ, nguyên vẹn chứng cứ trong ví dụ như 5, 6, 7 bệnh. Còn một số bệnh khác thì chúng ta phải điều chỉnh tùy theo cái hoàn cảnh của bệnh. Thì đầu tiên là chúng ta dựa vào đường máu ở huyết tương đối vào buổi sáng.
và cái tiêu chuẩn chẩn đoán là lớn hơn bằng 7 mmol. Thì cái xét nghiệm đường máu huyết tương tần mạch đổi này đòi hỏi bệnh nhân phải nhìn đổi ít nhất là 8 giờ. Và rõ ràng trong thực tế là bệnh nhân hay đi vào buổi sáng nhìn đổi. Mà rõ ràng nhiều đồng nghiệp khám tiểu đường cũng rất là cẩn thận. Khi hỏi bệnh nhân đã ăn uống gì chưa thì họ hỏi thêm là có đã ăn gì chưa, thì bệnh nhân trả lời là chưa ăn gì cả nhưng mà đã uống cà phê sữa rồi. Thì như vậy thì rất nhiều đồng nghiệp cùng hỏi tiếp, vậy thì chưa ăn thì đã uống gì chưa, thì bệnh nhân là già uống cà phê sữa rồi hoặc là uống xí thôi, uống một xí sữa thôi, không có vấn đề. Họ nghĩ uống cái đó nó không ảnh hưởng gì nhưng thực ra nó không, nó vẫn ảnh hưởng. Thì tiêu chuẩn phải là nhìn đói tối thiểu 8 tiếng và có nghĩa là không ăn hoặc uống các cái loại thức ăn hoặc nước uống có năng lượng, có clo. Và đây là cái tiêu chuẩn mà được áp dụng phần lớn trong các nghiên cứu trên thế giới về về nghiên cứu về tỷ lệ đái tháo đường, về dịch tễ. Điều đó có nghĩa là nó liên quan đến vấn đề dễ làm, liên quan đến vấn đề độ nhạy và liên quan đến vấn đề chi phí của các nghiên cứu. Và các cái thông số mà dịch tễ đái tháo đường của IDF lấy từ các cái khu vực các nước trên thế giới thì phần lớn nghiên cứu dựa vào các đường máu đói. Cái nghiên cứu của chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng cũng dựa vào đường máu đói. Nghiên cứu của đồng nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng cũng dựa vào đường máu đói. Cái thứ hai đó là nghiệm pháp dung nạp đường 75g đường mà chúng ta sẽ lấy đường máu huyết tương 2 giờ sau làm nghiệm pháp dung nạp đường. Và tiêu chuẩn chẩn đoán là lớn hơn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít. Đây là một cái phương pháp mà trong thực hành chúng tôi không biết ở quý đồng nghiệp thì thế nào, nhưng mà ở chúng tôi thì đôi khi cũng khó thực hiện đặc chuẩn. Tại vì theo quy định về nghiệm pháp dung nạp đường thì 3 ngày trước đó bệnh nhân phải ăn tối thiểu một ngày là 150g clo trong 3 ngày trước đó. Thì trong thực tế chúng ta, các bệnh nhân chúng ta cứ đến ngày là họ lên thôi, họ đâu có lên và liên hệ chúng ta để hẹn vài ngày sau để xét nghiệm đâu. Họ đến ngày là họ lên thôi. Mà họ lên thì chúng ta cũng không thể cho họ về mà hướng dẫn cho họ là tuân thủ về vấn đề chế độ ăn tối thiểu 150g carbon hydrate mỗi ngày trong vòng 3 ngày trước đó, rồi quay lại làm nghiệm pháp dung nạp đường. Không phải chúng ta cứ làm luôn. Cho nên thực tế nó không đạt theo cái tiêu chuẩn tiền chẩn đoán của cái nghiệm pháp này. Thì quý đồng nghiệp thấy là chúng ta biết rằng là một cái chén cơm chúng ta ăn hàng ngày á, thì nó tùy theo bát to hay bát nhỏ thì nó có khoảng là 25-30g carbon hydrate một chén cơm chúng ta ăn á, khoảng 25-30g carbon hydrate. Thì như vậy á, một ngày bệnh nhân phải ăn tối thiểu là 150g carbon hydrate, có nghĩa là khoảng 6 chén cơm tối thiểu ăn một ngày. Tại vì nếu như mà mình ăn ít thì cái kết quả của nghiệm pháp dung nạp đường máu có thể thấp hơn so với dự đoán. Cho nên là cái test này là không có chuẩn. Cái thứ ba đó là tiêu chuẩn hãng B1C lớn hơn bằng 6,5%. Đây là một cái test mà nó không phụ thuộc nhiều cái yếu tố, có nghĩa rằng là không phụ thuộc vào vấn đề tâm lý, không phụ thuộc vào vấn đề vận động của bệnh nhân vào thời điểm đó hoặc là ngay trước đó, không phụ thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân vào thời điểm vài ngày trước đó. Bệnh nhân có thể làm lúc nào cũng được hãng B1C. Dĩ nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số cái bệnh lý liên quan đến quá trình làm mới của hồng cầu ở trong máu, tốc độ làm mới hồng cầu trong máu, hoặc là tình trạng bệnh lý về máu nó vẫn ảnh hưởng. Thì đó là cái chi phí của xét nghiệm này thì nó cao hơn so với đường máu tần mạch, nhưng mà nó có những cái ưu việt. Và cái thứ tư đó là cái đường máu huyết tương bất kỳ đi kèm với bệnh nhân có các cái triệu chứng, bệnh nhân có khát nước, có giảm cân, có tiểu nhiều và đường máu bất kỳ lớn hơn bằng 11,1 mmol trên lít thì chúng ta sẽ xét nghiệm, sẽ làm cái test này. Và khuyến cáo của
ADA cũng như Hội Nội tiết Đái Tháo Đường Việt Nam là gì? Có nghĩa rằng là ngoài trừ tiêu chuẩn thứ tư, các tiêu chuẩn còn lại phải làm tối thiểu 2 lần. Thì đây là câu chuyện ở trên thực tế. Thì các đồng nghiệp có làm 2 lần hay không? 2 lần hay không? Thứ nhất là phiền toái. Cái thứ hai là chi phí cho người bệnh. Người bệnh nói, ôi, đầu kia là làm lần thôi là chẩn đoán được rồi, mà ở đây phải bắt làm 2 lần. Họ không nghĩ là mình đang làm theo chuẩn, mà họ có thể là nghĩ theo, người bệnh có thể nghĩ theo theo hướng khác. Nếu chúng ta không giải thích cho bệnh nhân rõ trong cái trường hợp này phải làm 2 lần. Đấy. Cái tiêu chuẩn thứ tư thì nó được bổ sung bởi các triệu chứng. Tức nếu như bệnh nhân đến khám các cái triệu chứng lâm sàng nó về giảm cân, về tiểu nhiều và khác nhiều, đôi khi chúng ta cần phải phân biệt một xí trong cái cường giáp, trong cường giáp. Nhưng mà nếu như chúng ta xét nghiệm đường máu bất kỳ mà đường máu cao trên 11,1 ml, trường hợp này thường là ví dụ như 15, 16, 20, thì rằng là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán theo theo khuyến cáo của ADA, của Hội Nội tiết Đái Tháo Đường Việt Nam. Nhưng mà 3 trường hợp còn lại thì chúng ta phải phải làm hai lần, khi đó chúng ta mới khẳng định chẩn đoán cho người bệnh. Thì chúng ta thấy rằng là cả con số chẩn đoán hiện nay của Bộ Y tế, Hội Nội tiết Đái Tháo Đường Việt Nam, của ADA, của IDF thì tương đối là đồng bộ. Đường máu đói là 7, nghiệm phẩm chống đập 2 giờ là 11,1, đường máu bất kỳ can triệu chứng là 11,1, A1C là 6.5%, tương đối đồng nhất. Bây giờ đứng trước 4 cái test đó thì chúng ta chọn cái test nào, chọn test nào cho người bệnh. Mỗi test nó có những cái ưu điểm, nó có những cái nhược điểm liên quan đến cái tính tiện nghi, liên quan đến cái chi phí, liên quan đến cái đồ nhạy, liên quan đến đồ đặc hiệu của mỗi test, liên quan đến các yếu tố có thể làm sai lệch hoặc kết quả test. Thì cái này xin là chúng tôi cũng mời thầy Hùng chia sẻ thêm trong các cái test này, tại vì thầy sẽ chắc chắn sẽ có những cái vấn đề rất là trong những cái test này. Thì về mặt đường máu đói, xin mời thầy, mời thầy chia sẻ thêm. Về đường máu đói thì rõ ràng là bệnh nhân chỉ lấy máu một lần thôi, mà rất là dễ lấy máu một lần. Dĩ nhiên em nào mà lấy máu tốt thì một lần, nhưng mà có những bệnh nhân rất là khó lấy ven thì chúng ta có thể lấy vài lần. Và đây là test sử dụng phổ biến nhất, giống như chúng tôi chia sẻ hồi nãy, đó là sử dụng hầu hết cho các nghiên cứu về dịch tễ học và đái tháo đường. Bệnh nhân phải, nhược điểm là bệnh nhân phải nhìn đói 8 giờ và độ nhạy thì nó thấp hơn nghiệm phẩm chống đập được. 8 giờ nếu như mà bệnh nhân đi khám buổi sáng thì dễ, nhưng mà một số bệnh nhân không đi khám buổi sáng thì họ phải nhìn buổi trưa. Về nghiệm phẩm chống đập đường thì nó đánh giá cả đường máu lúc đói và 2 giờ sau ăn. Và đây là cái test duy nhất để chúng ta bên cạnh chẩn đoán bệnh nhân có bị đái tháo đường hay không, chúng ta có thể biết được bệnh nhân có rối loạn dung nạp đường máu hay không. Tại vì trong cái test này chúng ta sẽ xét nghiệm đường máu 2 giờ sau ăn. Tại vì sao cái test này nó cái rối loạn dung nạp đường máu, dung nạp đường máu 2 giờ sau ăn thì nó quan trọng. Tại vì sao là cái đồng nghiệp biết rằng là hiện nay thì chúng ta sẽ có các cái cách thức để chúng ta chẩn đoán tiền đái tháo đường hay là rối loạn chuyển hóa đường, gồm có đường máu đói, đường máu 2 giờ sau nghiệm phẩm chống đạp đường, HbA1c. Thì cho đến nay các nghiên cứu chứng minh rằng là các biện pháp can thiệp để mà lên các cái nhóm như thế này á, thì cái hiệu quả lớn nhất đó là hiệu quả lên cái rối loạn dung nạp đường huyết sau ăn, sau 2 giờ. Và như vậy nếu như các cái bệnh nhân mà chúng ta làm nghiệm phẩm dung nạp đường, bệnh nhân không bị tiểu đường và bệnh nhân có rối loạn dung nạp đường máu 2 giờ sau ăn, và nếu chúng ta áp dụng các cái biện pháp về điều chỉnh lối sống cho bệnh nhân thì sẽ mang lại hiệu quả tương đối tốt so với các nhóm còn lại. Giống như cái xét nghiệm đường máu đói buổi sáng là bệnh nhân phải nhìn đói, và giống như chúng tôi nói đó, tức là bệnh nhân phải
Để có cái kết quả xét nghiệm tốt thì bệnh nhân phải sử dụng 3 ngày trước đó ít nhất là 150g carbon hydrate mỗi ngày ít nhất theo khuyến cáo của ADA. Và cái test này là kéo dài trên 2 giờ, tối thiểu là 2 giờ, trên 2 giờ chuẩn bị rồi mọi cái. Và đặc biệt trên thực tế đôi khi các bệnh nhân thất bại khi chúng ta làm test, bệnh nhân mua phiếu test rồi nhưng mà làm không có được tại vì bệnh nhân uống đường vào thì nôn, đặc biệt là các bệnh nhân mang thai thì đồng nghiệp hay gặp đó và chúng tôi phải vì cái test đó. Bệnh nhân uống nhiều đường vào thì nôn, tại vì phải uống trong thời gian 5 phút thì uống nhiều đôi khi cũng nôn. Về HB1C thì bệnh nhân không phải nhìn đói, test vào thời điểm nào cũng được, không phải nhìn đói, và nó phản ảnh gián tiếp cái đường máu, đường trong máu, đường máu trung bình, và cũng lấy máu một lần. Nhưng mà độ nhạy nó thấp hơn so với glucose máu. Khi mà độ nhạy thấp có nghĩa là chúng ta nguy cơ bỏ sót cao. Đấy. Và nó bị ảnh hưởng bởi tốc độ làm mới của hồng cầu. Và dĩ nhiên giá thành nó cao hơn so với đường máu huyết tương lấy một lần. Thế thì chúng tôi đưa vào những cái tình huống lâm sàng nó rất là căn bản để có thể chúng ta áp dụng về cái tiêu chuẩn khuyến cáo của ADA, của Hội Nội tiết Đái Tháo Đường Việt Nam như thế nào. Chúng ta có một bệnh nhân nam 54 tuổi, BMI hơi thừa cân 1:25 mà tiền sử tăng huyết áp, đang dùng thuốc. Từ 2 tuần nay thì bệnh nhân mệt, khát nước và tiểu nhiều, giảm 5kg. Đến khám vào đầu giờ chiều vì bệnh nhân bị tiểu đường buổi sáng, bệnh nhân mừng đi làm, bệnh nhân đi khám vào đầu giờ chiều. Bây giờ để chẩn đoán đái tháo đường, bệnh nhân trong trường hợp này, trong cái bối cảnh này, quý đồng nghiệp cũng rất là hay gặp rõ ràng, thì chúng ta sẽ làm cái gì ra đây? Đầu tiên là chúng ta cho bệnh nhân về, nói bệnh nhân là về ăn rồi, chiều buổi trưa mà ăn, bệnh nhân ăn rồi, ăn no rồi, không xét nghiệm được. Tại vì cái này chúng tôi gặp cũng hay gặp đó, thưa quý đồng nghiệp. Và sáng mai nhìn đói, không ăn uống gì cả, và đến để xét nghiệm, đó là tình huống thứ nhất. Thì bệnh nhân, nếu như chúng ta giải thích như vậy thì bệnh nhân sẽ về. Bệnh nhân về thì hoặc như là bệnh nhân về nhà, sau đó sáng mai bệnh nhân quay lại chúng ta, hoặc là bệnh nhân về ra khỏi bệnh viện chúng ta và bệnh nhân đi chỗ khác. Trường hợp thứ hai là chúng ta cho bệnh nhân kiểm tra đường máu huyết tương tĩnh mạch, làm luôn, không có về, cho chỉ định xét nghiệm đường máu huyết tương tĩnh mạch. Trường hợp thứ ba là chúng ta cho bệnh nhân kiểm tra HB1C vào thời điểm đó luôn. HB1C, và cái thứ tư là chúng ta cho bệnh nhân làm nghiệm pháp dung nạp đường để chẩn đoán đường máu. Đó, thì đây là những cái tình huống mà chúng ta có thể gặp. Thì quý đồng nghiệp thấy rằng là cái nghiệm pháp dung nạp đường thì chúng ta không làm trong trường hợp này, tại vì bệnh nhân đã ăn trưa rồi, bệnh nhân chúng ta hoàn toàn không làm nghiệm pháp dung nạp đường, bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn nhìn đói tạm viện. Kiểm tra HB1C ok, rất là tốt, tại vì HB1C có thể chẩn đoán đường máu vào bất kể thời điểm nào trong ngày, không phụ thuộc vào ăn hay là nhìn. Ngoài trừ chúng ta coi thử bệnh nhân có những cái vấn đề gì về bệnh lý máu mà ảnh hưởng lên kết quả của HB1C nữa hay không. Ví dụ bệnh nhân thời gian ở đây có truyền nhiễm máu, bệnh nhân các cái bệnh lý mà làm tăng cái tình trạng tốc độ về đổi mới hồng cầu, như vậy các bệnh lý về máu về thalassemia, hoặc là bệnh nhân các bệnh lý về thiếu máu, hồng cầu liền, đúng không ạ? Thì như vậy thì HB1C có thể chấp nhận được. Kiểm tra đường máu huyết tương tĩnh mạch có nghĩa rằng chúng ta sẽ kiểm tra đường máu bệnh nhân trong bối cảnh đường máu bất kỳ. Thì chúng ta biết rằng một trong bốn cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường là chúng ta có thể kiểm tra đường máu bất kỳ với điều kiện bệnh nhân đi kèm các cái triệu chứng lâm sàng của tăng đường huyết. Và hiện tại bệnh nhân này đi khám trong bối cảnh có các triệu chứng lâm sàng của tăng đường huyết là bệnh nhân giảm 5kg, khát nước, tiểu nhiều, rất là cân điểm của triệu chứng tăng đường huyết. Và như vậy trong trường hợp như vậy chúng ta có thể là chọn B và C cho bệnh nhân, chọn B và C bệnh nhân hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên giải pháp C liên quan đến vấn đề kinh phí, liên quan đến vấn đề kinh phí. HB1C thì nó đắt hơn đường máu huyết tương tĩnh mạch, như vậy phù hợp nhất là chúng ta sẽ chọn giải pháp B. Tại vì chúng ta do có giải pháp thì chúng ta không thể để cho bệnh nhân về để sáng mai bệnh nhân quay lại xét nghiệm đường huyết tương tĩnh mạch được. Tại vì vào thời điểm đó chúng ta có thể chẩn đoán được ngay. Như vậy thì
giải pháp chúng ta đặt ra phù hợp trong trường hợp này là kiểm tra đường máu huyết tương tĩnh mạch cho bệnh nhân vào thời điểm đó. Kết quả bệnh nhân là đường huyết huyết tương tĩnh mạch là 16 mmol trên lít. Ok, bất kỳ như vậy trên 11,1 mmol trên lít. Câu hỏi đặt ra như vậy bệnh nhân đã xác định chẩn đoán chưa? Chúng ta sẽ nói cho bệnh nhân, dạ thưa cô, đáng tiếc cô bị tiểu đường rồi. Nhưng mà cô yên tâm, bệnh ấy bây giờ người ta bị rất là nhiều, đây là một bệnh mãn tính. Cô sẽ điều trị thường xuyên nhưng mà đảm bảo cô vẫn sống đến 95-99 tuổi. Tôi hay nói như vậy, khi mà tôi chẩn đoán trong bệnh nhân đái tháo đường là tôi nói nguyên cái nữa luôn, cho bệnh nhân bình tĩnh là nào. Phải không cảm hạ? Chúng tôi hay nói như vậy. Thưa cô, cô bị tiểu đường rồi, cả đi hầu như là chắc chắn. Thì đây là một cái bệnh lý mãn tính. Hiện nay thì người ta bị rất là nhiều, nói người ta bị rất là nhiều để mà chia sẻ, có nghĩa là cũng nhiều người như thế chứ không phải riêng mình. Và cô sẽ điều trị định kỳ, nhưng mà hầu như nếu như cô điều trị tốt thì cô vẫn sống đến 95-99 tuổi. Khi mà nghe đến 95-99 tuổi là sung sướng rồi, cho nên mình không có lo cả. Như vậy trong trường hợp này thì bệnh nhân đã xác định chẩn đoán chưa, hay là chúng ta xét nghiệm thêm một lần nữa? Thì theo khuyến cáo của ADA, cái tiêu chuẩn thứ tư, tức là tiêu chuẩn nếu như bệnh nhân có biểu hiện các triệu chứng lâm sàng kèm với đường máu huyết tương bất kỳ lớn hơn 11,1 ml là xác định chẩn đoán, không có làm thêm lần thứ hai nữa. Như vậy trường hợp này là chúng ta kết thúc về mặt chẩn đoán theo khuyến cáo của ADA, của Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam, về đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Và câu chuyện tiếp theo giống như hồi nãy chúng tôi chia sẻ về quý đồng nghiệp, câu chuyện là bệnh nhân về hay là bệnh nhân nhập viện. Bệnh nhân về hay là bệnh nhân nhập viện, nó tùy thuộc vào cái tình trạng nguy cơ của người bệnh, nguy cơ của người bệnh cái, hay là chúng ta theo cái chúng ta tùy thuộc vào nguy cơ của người bệnh, tùy thuộc vào cái phác đồ chúng ta khởi trị. Giả sử như phác đồ chúng ta khởi trị, chúng ta chỉ định cho bệnh nhân dùng insulin giai đoạn đầu để cải thiện đề kháng insulin theo khuyến cáo chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân nhập viện để bệnh nhân điều trị insulin, chúng ta qua đó chúng ta giáo dục cho người bệnh vân vân. Thì là tùy theo cái bối cảnh, trong đó chúng ta đánh giá cái nguy cơ, có thể là bệnh nhân trong bối cảnh này có bị tăng áp lực thẩm thấu hiện tại hay không, nguy cơ áp lực thẩm thấu nó sẽ diễn tiến thế nào, và chúng ta nếu cần thì chúng ta chẩn đoán tiếp về tiếp nếu chúng ta chưa rõ. Nhưng mà về chẩn đoán đái tháo đường thì trong có đái tháo đường hay không, thì giai đoạn này chúng ta có thể khẳng định được là chúng ta kết thúc vấn đề chẩn đoán. Và chúng ta có trường hợp thứ hai, đó là bệnh nhân nữ 56 tuổi, BMI 26, không có tiền sử gì đặc biệt và không có triệu chứng lâm sàng gì đặc biệt. Bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ. Đây là những trường hợp mà chúng ta hay làm tại bệnh viện. Trong cái combo về khám sức khỏe tổng quát thì chúng ta phần lớn khi nào cũng có xét nghiệm được. Thì kết quả đường của bệnh nhân này là đường máu đói sáng, bệnh nhân đi khám vào buổi sáng, nhìn đói 8 tiếng, buổi sáng này không uống cà phê gì, chưa ăn sáng, xét nghiệm là 8.2 mmol trên lít. Câu hỏi là đã khi đó thì bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh, thì câu hỏi là có khẳng định chẩn đoán không, hay là chưa khẳng định chẩn đoán. Nếu như bệnh nhân, tại vì trong thực tế nếu như bệnh nhân thực sự đái tháo đường rồi đó, bệnh nhân đái tháo đường mà nếu chúng ta mà giải thích không có rõ và theo hướng là chưa chắc bị tiểu đường, thì giả sử bệnh nhân đi chỗ khác chẩn đoán tham đường thì bệnh nhân nói chúng ta chẩn đoán sai đái tháo đường mà bác sĩ chẩn đoán cũng không có ra, chúng ta mất uy tín và thậm chí chúng ta sẽ không có bệnh đó. Rồi là nhưng mà nếu chúng ta chẩn đoán đái tháo đường mà bệnh nhân sau đó không bị đái tháo đường thì vấn đề còn quan trọng hơn. Chúng ta nói người bệnh là anh chị đã bị tiểu đường rồi đó, mà sau đó thì nếu như mà bệnh nhân đi khám ở đâu đó và không bị tiểu đường thì vấn đề còn quan trọng hơn. Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang nói về cái khuyến cáo, tổng thống khuyến cáo về tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Thì trong trường hợp này bệnh nhân phát hiện đái tháo đường theo cái tiêu chuẩn thứ nhất, tức là phát hiện đường máu huyết tương đối lớn hoặc bằng 7 mmol trên lít. Và như vậy khuyến cáo của theo như vậy theo tiêu chuẩn thì chúng ta phải làm lần thứ hai.
làm lần thứ hai, xét nghiệm thêm một lần nữa. Thì xét nghiệm thêm một lần nữa, tùy quý đồng nghiệp chọn, hoặc là chúng ta xét nghiệm cái test y như vậy, y như cái test vừa làm, có nghĩa là chúng ta làm hoặc là cũng đường máu đói rồi, hoặc là cái test khác, tức là hoặc là HB1C, và có thể làm trên cùng một mẫu máu lấy được hoặc là hai mẫu máu khác nhau, đúng không? Đấy. Nhưng mà cái này cùng quý đồng nghiệp cũng phải cẩn thận. Cẩn thận là gì? Chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái cá nhân thì biết rất là rõ. Chúng ta có những cái ảnh hưởng của tiền xét nghiệm cũng như trong quá trình xét nghiệm. Tiền xét nghiệm tức là quá trình lưu trữ mẫu, dự trữ mẫu, thời điểm lấy máu đến khi thời điểm xét nghiệm. Hoặc là chúng ta có những cái sai sót trong quá trình xét nghiệm. Đấy. Và khi mà chúng ta làm lại lần hai trên một cái mẫu máu thì chúng ta đã cái thời gian lưu trữ nó đã kéo dài rồi. Thì quá thử là nó có ảnh hưởng về vấn đề kết quả xét nghiệm hay không? Cái này chúng ta sẽ phải, trong một số tình huống chúng ta phải trao đổi với bên phòng xét nghiệm để có kết quả chính xác cho bệnh nhân. Đấy. Thì trong trường hợp này thì rõ ràng chưa khẳng định chẩn đoán. Chưa khẳng định chẩn đoán có nghĩa rằng là mình cũng chưa chắc chắn là bệnh nhân không bị tiểu đường, mình cũng chưa chắc chắn là bệnh nhân tiểu đường. Câu chuyện còn lại là giải thích. Nếu như bệnh nhân có triệu chứng thì rõ rồi, mình giải thích. Tại vì chúng ta biết rằng đường máu đói nó bị ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là yếu tố stress. Thì khi stress thì đường trong máu chúng ta sẽ lên. Thì quý đồng nghiệp biết rồi, khi mà stress thì nào là thường tiết ra cortisol, tăng đường máu. Glucagon tiết ra tăng đường máu thì cơ thể có biến mà, cơ thể có biến thì cơ thể sẽ cần năng lượng. Cần năng lượng thì trong đó có cần đường, nhịp tim tăng lên, huyết áp tăng lên, tất cả mọi cái. Như vậy ảnh hưởng về stress thì đường máu sẽ lên. Bệnh nhân trước khẳng định chẩn đoán thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải khi đó thì bệnh nhân đã ăn sáng rồi, bệnh nhân xét nghiệm máu xong là bệnh nhân ăn sáng rồi, đúng không? Trường hợp thực tế là như vậy, bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu xong là rủ nhau đồng nghiệp đi ăn sáng, lên căng tin ăn sáng, quay lại bác sĩ trả lời là đường máu 8.2 mmol/lít, hỏi bệnh nhân là bệnh nhân đã ăn sáng rồi thì bây giờ chúng ta làm tiếp cái gì, hay là chúng ta sẽ giải thích bệnh nhân như thế nào để bệnh nhân có niềm tin, để phù hợp với vấn đề về mặt cái khoa học, về mặt bệnh lý của bệnh nhân. Bây giờ chúng ta cho bệnh nhân về và sáng mai nhìn đói đến xét nghiệm đường máu huyết tương từ mặt đói. Trong trường hợp này chúng ta phải làm là chúng ta làm lại lần 12 để khẳng định chẩn đoán. Cho bệnh nhân về và sáng mai nhìn đói đến xét nghiệm glucose huyết tương từ mặt đói. Cái thứ hai là chúng ta lấy máu lại và làm HB1C. Tại vì chúng ta biết rằng là xét nghiệm đường máu thì chúng ta sẽ là lấy huyết tương, nhưng mà HB1C thì lấy máu toàn phần, xét nghiệm trên máu toàn phần. Cho nên để mà nếu như chúng ta trước đó mà nếu như mà không lấy hai ống á, thì bây giờ chúng ta phải lấy lại cái máu toàn phần để là HB1C. Cái thứ ba là chúng ta sẽ lấy máu lại nhưng mà xét nghiệm đường huyết tương tĩnh mạch. Và cái thứ tư là trên mẫu máu có sẵn chúng ta làm lại đường hoặc là HB1C. Đấy, các tình huống chúng ta đặt ra như vậy, chúng ta giải thích cho bệnh nhân và chúng ta sẽ có những cái trong tình huống này, trong trường hợp này rõ ràng trong thực hành lâm sàng đấy là khuyến cáo, nhưng mà rõ ràng trong thực hành lâm sàng cũng là như thế. Trong thực hành lâm sàng chúng tôi chưa thể chẩn đoán cho bệnh nhân, chúng tôi chưa thể nói cho người bệnh là thưa cô, thưa chú chú đã bị đái tháo đường, chúng tôi không thể nói được, không thể nói trong tình huống này. Nhưng chúng tôi phải tìm một cái cách thức giải thích khác. Ví dụ chúng tôi nói là dựa vào cái khả năng này thì khả năng là cô chú có thể bị tiểu đường. Dĩ nhiên chúng ta đánh giá thêm những yếu tố khác của người bệnh nữa. Có thể người bệnh có béo phì hay không? Tức là người bệnh có các yếu tố nguy cơ hay không? Lúc này thì chúng ta nên, trong thực hành lâm sàng, chúng ta nên khai thác các yếu tố nguy cơ của người bệnh để giúp cho chúng ta đánh giá ủng hộ hay là không ủng hộ cái kết quả chẩn đoán này. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ của tiểu đường. Nào là thứ nhất là lớn tuổi, rồi đi kèm với béo phì, rối loạn mỡ máu, giảm HDL là tăng triglyceride, bệnh nhân tăng huyết áp,
bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, hoặc là bệnh nhân có phụ nữ thì có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, hoặc là buồng trứng đa nang, hoặc là tiền sử bố mẹ gia đình thì thứ nhất con cái có đái tháo đường, bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ. Và nếu như vậy chúng ta khai thác thêm bệnh nhân có những nhiều yếu tố nguy cơ thì chúng ta tập hợp càng nhiều thì càng ủng hộ cho cái vấn đề là chẩn đoán dương tính đái tháo đường trong trường hợp này. Nhưng nếu như bệnh nhân hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ, bệnh nhân hoàn toàn không có béo phì, một người chơi thể thao rất là tốt hàng ngày hàng tuần, còn trẻ không có các cái bệnh lý khác, rồi bố mẹ không có bị tiểu đường, thì rõ ràng ở một cái tuổi như vậy thì không có lý do gì mà đái tháo đường cả, đúng không? Rất là khó, ít, mặc dù tỷ lệ là 10% trên những số lớn tuổi. Đấy. Và sau đó chúng ta sau khi mà chúng tôi đánh giá các yếu tố nguy cơ rồi thì chúng tôi sẽ giải thích cho người bệnh là gì như khả năng rồi, khả năng thì tùy theo, nếu như mà thường á thì chúng tôi làm như thế này, nếu như các bệnh nhân đó mà chúng tôi đánh giá bệnh nhân này khả năng không bị tiểu đường, không bị tiểu đường, nhưng mà nếu như mình nói họ không bị tiểu đường và mình kết thúc ngang đó thì vài bữa họ bị tiểu đường thì chúng tôi chia sẻ với các đồng nghiệp đó, có nghĩa là chúng ta chẩn đoán không ra bệnh cho người bệnh. Thì chúng tôi nói về thường giải thích cho bệnh nhân là tôi nghĩ rằng là anh không thể bị tiểu đường, tại vì anh là như thế, còn trẻ, sáng nay anh đi kiểm tra tình cờ không có triệu chứng gì cả, anh chơi thể thao rất là tốt, bố mẹ anh không bị tiểu đường mà anh không có yếu tố nguy cơ, nhưng mà cái xét nghiệm sáng nay thì nó đường máu nó lại nằm trong ngưỡng tiểu đường, mặc dù nó không cao quá nhưng mà nó lại nằm trong ngưỡng tiểu đường, có nghĩa rằng là ở cái ngưỡng này nếu như mình không điều trị thì mai sau nó sẽ xuất hiện biến chứng. Nhưng mà anh biết rằng là nếu như bị tiểu đường mà khi mà xác định tiểu đường thì anh sẽ điều trị lâu dài, có nghĩa là anh có một cái bệnh mạng tính lâu dài, cho nên là cái này tôi nghĩ là rõ ràng phải anh phải giúp tôi để xác định cái vấn đề nó rất là rõ, anh có bị tiểu đường hay không, và cái này nó rất là quan trọng. Thì tôi làm phiền anh, tôi có một số cái cách thức như thế này, mình có thể đưa ra cả cách thức cho người bệnh chọn, chúng tôi thường đưa ra cả cách thức cho người bệnh chọn. Đôi khi họ muốn làm ngay bây giờ để họ về, đôi khi họ muốn phải về rồi sáng mai về đến làm, mình đưa ra cả cách thức. Đấy, chúng ta cách thức nếu như mà anh có thể chẩn đoán, tôi giúp anh chẩn đoán ngay bây giờ luôn. Đây thì có thể làm phiền anh lấy lại một xì máu để chúng tôi kiểm tra lại thêm cái test này, nếu như mà nó cũng cao, cái test này nó cũng cao thì đáng tiếc là anh bị tiểu đường, nhưng mà tôi không nghĩ là như vậy, vì như vậy. Hoặc là nếu như anh bận việc thì sáng mai hoặc là sáng một hoặc là ngày kia anh có thể đến đây để nhìn đói để chúng tôi làm lại, tại vì để vài ngày trong trường hợp của anh nếu như anh bị tiểu đường mà sau một vài ngày chưa chẩn đoán ra thì nó cũng không có vấn đề gì thì chúng tôi đưa ra các option cho người bệnh thì người bệnh thường là họ chọn lựa, thì câu chuyện là chúng tôi giải quyết như vậy. Còn nếu như mà bệnh nhân mà có nguy cơ cao, béo phì, tăng huyết áp, tiền sử gia đình, tất cả mọi cái thì chúng tôi lại giải thích theo hướng khác, có nghĩa là ở mặc dù qua cái khám thì tôi thấy là anh chị có những cái yếu tố mà nó xuất hiện cái nguy cơ tiểu đường nó cao so với người khác, và cái kết quả sáng nay thì nói như vậy thì chúng tôi nghĩ cũng có khả năng là anh chị bị tiểu đường, nhưng mà nó vấn đề nó không chắc chắn lắm, cũng như thế, rồi sau đó cũng đưa ra các cái option cho người bệnh họ chọn lựa để có giải pháp như vậy. Thì lúc đó thì chúng ta có thể xét nghiệm thêm cái test thứ hai, đó là HB1C. Tức là HB1C thì có thể làm vào thời điểm bệnh nhân ăn vào thì ăn rồi thì làm cũng được, tức là không phụ thuộc vào tình trạng đói no, thì chúng ta làm thêm cái HB1C. Thì HB1C là 7,2%. Thì lúc này thì chúng ta rõ ràng nếu như bệnh nhân không có vấn đề gì về bệnh lý về máu mà làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm HB1C thì đến lúc này chúng ta có thể là khẳng định chẩn đoán cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Ok. Nhưng mà câu chuyện còn lại, nếu như HB1C dưới thì sao? Câu chuyện đặt ra là như vậy. HB1C dưới, có nghĩa là một cái thì đạt, một cái thì không đạt. Thì khi này chúng ta sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Như vậy thì chúng tôi nói lại rằng là như vậy thì ba cái test đầu thì chúng ta phải theo khuyến cáo thì tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta phải làm lại lần thứ hai. Còn nếu như bệnh nhân có các cái nhóm triệu chứng của tăng đường huyết thì chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ chỉ làm một lần thôi, đường máu bất kỳ lớn 11,1 mmol/lít. Và nếu chúng ta làm hai lần mà cái hai thông số làm hai lần đó thì hoặc là cùng một loại test trên một mẫu máu hoặc là
cùng một loại test trên hai mẫu máu, hoặc là hai loại test trên một mẫu máu, hoặc là hai loại test trên hai mẫu máu. AJ cũng như Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam không đưa ra một cái khuyến cáo là test loại gì trên như nào, nhưng mà như vậy chúng ta sẽ có bốn cái khả năng chọn lựa như vậy. Nếu như mà hai kết quả đều trên ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường thì rõ ràng chúng ta đủ tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán đái tháo đường về mặt con số. Nhưng mà nếu như mà một cái trên và một cái dưới thì nó như thế nào? Một cái trên thì một cái dưới như nào? Thì ADA khuyến cáo như thế này. Nếu như chúng ta có một cái trên và một cái dưới thì chúng ta làm lại cái test mà nằm phía trên. Cái test nằm phía trên. Có nghĩa là giả sử như HB1C mà 6.8, nhưng mà đường máu tương đối là chỉ có 6 chấm thôi. Như vậy thì trong trường hợp này HB1C đủ tiêu chuẩn chẩn đoán lớn hơn bằng 6.5%, nhưng mà đường máu huyết tương tĩnh mạch thì là dưới. Như vậy khuyến cáo của ADA là chúng ta sẽ nên làm lại lần thứ hai cái test mà được ngưỡng trên của chẩn đoán. Và như vậy nếu như mà thêm một lần nữa tăng lên thì chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2. Nếu như làm một lần nữa mà nếu không lên, nếu như mà không làm được thì sao? Không làm được thì ADA khuyến cáo rằng là trong trường hợp này chúng ta có thể nên là chẩn đoán bệnh nhân bị tiểu đường. Nên là chẩn đoán bệnh nhân tiểu đường. Có nghĩa là nếu như bệnh nhân đường máu đói dưới HB1C trên, hoặc là HB1C dưới đường máu đói trên, có nghĩa là hai cái chỉ đạt một cái thôi và chúng ta không thể làm thêm nữa, thì nên là chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường. Ok, tại sao nên là chẩn đoán đái tháo đường? Thì các bệnh nhân này hầu như chắc chắn là tiền đái tháo đường đúng không? Hầu như chắc chắn là tiền đái tháo đường rồi. Mà tiền đái tháo đường thì có một số trường hợp chúng ta điều trị metformin. Thì trong trường hợp này chúng ta chẩn đoán đái tháo đường, giả sử bệnh nhân này không phải đái tháo đường mà bệnh nhân bị tiền đái tháo đường đi, thì chúng ta điều trị metformin với một liều thấp giả sử 500 mg, hoặc là điều chỉnh lối sống cũng không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục theo dõi, nếu như sau quá trình chúng ta điều trị chúng thấy rằng với điều chỉnh lối sống mà HB1C dưới 6.5 thì hoặc là bệnh nhân trước đó không bị tiểu đường, hoặc là tiểu đường thoái lui, bây giờ chúng ta vẫn có khái niệm là tiểu đường thoái lui remission. Còn nếu như chúng ta khởi trì cho bệnh nhân 500 mg metformin chẳng hạn, và sau đó HB1C dưới 6.5%, mà nếu như xuống sâu nữa thì chúng ta có thể ngưng thuốc và chúng ta theo dõi. Có nghĩa là việc chẩn đoán đái tháo đường trong trường hợp này về phương diện điều trị can thiệp có lợi cho người bệnh. Chỉ có một điều có thể không có lợi cho người bệnh là vấn đề tâm lý mà thôi. Và tâm lý thì chúng ta giải thích. Và như vậy thì nếu như trong trường hợp đó thì ADA khuyến cáo là nên chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường trong trường hợp đó. Quý đồng nghiệp có chia sẻ gì không ạ? Hồi nãy thì cái phần mà cái chẩn đoán mà tiểu đường tiếp 1 á, thì giáo sư có đưa ra cái tiêu chuẩn mà để mà chẩn đoán tiểu đường tiếp 1. Nhưng mà ở đây á thì tôi có gặp những cái trường hợp, tức là mình dựa vào cái PET-CT. Thì cái PET-CT nó cũng rất là quan trọng để mình chẩn đoán tiểu đường tiếp 1. Nhưng mà ví dụ như một người 17 tuổi vô mình thấy đường khoảng là 200, HB1C là 8. Như vậy thì mình làm sao mình phân biệt được đây là tiểu đường tiếp 1, đây là tiểu đường tiếp 2? Thì mình dựa vào cái PET-CT. Nhưng mà nhiều lúc nó unsuitable đi, nó không phù hợp. Nó không phù hợp chẩn đoán. Như vậy thì tiến sĩ có cái những cái chia sẻ gì cái vấn đề PET-CT? Dạ, cảm ơn cái chia sẻ của quý đồng nghiệp. Rõ ràng chúng ta chưa có một cái tiêu chuẩn vàng nào gold standard để chúng ta nói là đã có đường tiếp 1 hay đái tháo đường tiếp 2 ạ. Tại vì chúng ta biết rằng là khái niệm của đái tháo đường tiếp 1 và khái niệm của đái tháo đường tiếp 2
đó là khái niệm khác biệt, đó là vấn đề tư liệu. Tư liệu autoimmune này, tức là cả hai đều là giảm tiết insulin, nhưng mà tiếp 1 thì do tự miễn, mà tiếp 2 thì không tự miễn. Tiếp 2 thì không tự miễn. Mà yếu tố tự miễn ở đây tức là yếu tố có sự hiện diện của kháng thể. Và vì thế chúng ta thấy là trước đây khi mà chúng ta đi học và cho đến bây giờ là chúng ta có một cái danh sách chia ra phân biệt giữa đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2 ủng hộ cho vấn đề chẩn đoán. Và đôi khi cần thời gian để chúng ta chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1 hay là chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2. Trong đái tháo đường, chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1 mà yếu tố đóng góp quan trọng nhất đó là từ kháng thể chứ không phải là PET-PET-C. PET-PET-C là một thông số để cho chúng ta biết rằng là chức năng tùy gián tiếp tiết ra insulin nó còn hay là không còn, còn có hay không. Tại vì chúng ta biết rằng là cái tùy tiết ra insulin dưới dạng là pre-insulin và gồm có PET-PET-C và insulin sau đó nó tách ra thì định lượng đi kèm PET-PET-C. Thì trong cái đái tháo đường tiếp 1 á, khi mà bắt đầu xuất hiện triệu chứng á, thì tế bào beta tùy nó bị hủy nó như trên 80% rồi thì rõ ràng insulin tiết ra còn rất ít, và như vậy đồng hành với việc là sự hiện diện của PET-PET-C trong máu nó rất là thấp. Tuy nhiên đái tháo đường tiếp 2 là một cái bệnh lý về giảm chức năng tế bào beta, insulin tế bào beta tùy tiến triển theo thời gian không tự miễn, có nghĩa là sau thời gian PET-PET-C nó cũng giảm. Và như vậy rõ ràng cái định lượng PET-PET-C nó không khác biệt trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 mới chẩn đoán và đái tháo đường tiếp 2 sau thời gian dài. Và thường chúng ta trong thực hành thì chúng tôi sử dụng thêm PET-PET-C trong bối cảnh là insulin nó bị ảnh hưởng. Tức là chúng tôi hay gặp là các bệnh nhân vào và chúng tôi nghi ngờ là đái tháo đường tiếp 1 nhưng mà đã sử dụng insulin rồi. Và khi đó chúng tôi chưa xét nghiệm được cái insulin trước khi khởi trị insulin cho người bệnh, thì khi đó chúng tôi không thể xét nghiệm insulin được tại vì bị ảnh hưởng bởi insulin ngoài sinh. Thì cái đó chúng tôi đã xét nghiệm PET-PET-C là gián tiếp để mà đánh giá về insulin. Như vậy thì định lượng PET-PET-C là một thông số giúp cho chúng ta đánh giá chức năng tế bào beta tùy và một thông số để ủng hộ cho việc chúng ta nghĩ rằng đây là tiếp 1 hay là tiếp 2 vào thời điểm chẩn đoán, chứ không phải nó là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1. Và thông số này nó giá trị thấp hơn so với các cái từ kháng thể trong chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1. Tại vì đặc điểm của đái tháo đường tiếp 1 là đái tháo đường tự miễn. Tiến sĩ một câu thôi, tôi chờ các đồng nghiệp khác. Tại vì cái có thầy Hùng đây á, cái tự kháng thể đó thì mình làm phải có cái thời gian.